Hôm nay là ngày lễ độc lập, tức là ông trời ông thương, ông trời đó mưa đã quá quý vị ơi, đã mưa khiếp đảo, tôi khỏi tới rồi, tôi khỏi tới chiều hôm nay rồi, đã quá, trời ơi, gặp đó mưa thiệt mà đã, mừng quá quý vị ơi. Hồi tưới thì hôm nay rồi. Hôm mưa thì là tưới đã luôn. Bây giờ cho anh chạy mưa đã quá. Mưa thiệt rồi. Thiệt là mưa lòng hả dạ. Trận mưa không thể nào chê được luôn. Mưa đã qua. Cảm ơn ông trời. Dù rằng không biết ông trời là ai, nhưng mà cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời rất nhiều, ông trời ơi, ông đã cho một trận mưa. Không thể tưởng tượng nổi. Đã quá, chiều nay khỏi tưới rồi mọi người ơi. Vậy là tối nay có thể mát mẻ đi coi bắn pháo hoa. Ờ, nó khỏe đi coi bắn pháo hoa được rồi đó. Cứ tối hai tới đồ không rồi đó quý vị. Không ngờ ông trời cho nó mưa đã quá. Hồ nước bên đây nè, nó bị rút nước, hồ sen bên đây nó bị rút nước nè, nó chưa qua tới. Hồ sen bên đây nè, cái hồ nó không tới rồi, quý vị ơi. Hồ nó không tới. Chưa. Rồi một trận mưa vậy chứ. Mình tưới hai ngày không bằng đâu quý vị. Quá, wow, ông đổ tuôn nước xuống. Trời ơi. Giờ mà Phật tử cho thầy bánh kẹo ăn thì không vui bằng trận mưa này đâu. Mừng quá. Mừng quá. Tiết ơi.
Rồi trong mưa đi bà mẹ, thì con trong mẹ đi chạy về. Tùng một cái mưa đã mưa đã gì đâu đã luôn. Đã luôn thấy không? Mưa cái hồ sen là thấy không? Mưa thì mừng quá. Tôi làm đi, tôi đuối luôn cái gì, đuối nó trời. Trời ông sư ông coi đám mưa chiều nay khỏi tưới. Rồi cầu nguyện hoài. Không ngờ báo không mưa rồi á. Dự báo thời tiết không mưa rồi, tôi rầu nó tới rồi. Mình cầu nguyện sao không có linh. Buồn ghê. Trời ra tưới 2 tiếng đồng hồ nữa. Đùng cái sao à, thấy to thui. Có thủi. Một cái mưa, rồi mưa quá lớn luôn. Cảm ơn ông trời nghe. Cảm ơn hết. Chắc gì? Chắc đắng. Chắc vị nào mình không biết. Nhỏ lòng. Hôm nay ngày lễ của Mỹ lớn. Nay mai. Nhưng mà bữa nay tối nay bắn pháo hoa nè. Mà mưa cho một trận mưa và mừng quá. Cái đường xá nó sạch. Thì nó mát mẻ cây cối để ăn mừng ngày lễ độc lập. Mừng quá mừng. Ý mà mưa lớn như vậy đó mà quý vị biết không? Hiện giờ là vẫn 80 mấy độ đó. Nóng hực luôn á. 80 mấy độ ép đó nha. Ở bên đây xài độ ép không à. Nóng hực luôn. Mấy chim ăn mấy đồ ăn đổ nhiều quá. Ăn không, tụi con ăn, tụi con làm đổ lùm lum mất chứ mày. Mua cho tụi con ăn, tụi con làm đổ lùm lum mất rồi. Giận quá. Con ăn tụi con đổ lùm lum hết rồi. Búa chiều nay họ cũng nghỉ sớm. Lễ trời chiều nay họ nghỉ sớm mà. Mừng quá. Thôi mưa nhiêu đây cũng được rồi. Còn nếu mưa nữa thì càng tốt. Nhưng mà vậy là cũng quá quý rồi. Cảm ơn hết tất cả nghe không. Mưa vậy là quá quý rồi. Về cái vẻ sáng mai tôi cũng khỏi tới luôn. Có nghĩa là ngày lễ tôi cũng đừng nghỉ được lễ luôn. Nhưng mà chiều mai tới ạ. Không mưa là chiều mai tới ạ. Mưa giờ sáng mai khỏi tới. Mà nếu giờ sáng mai có mưa nữa thì chiều mai khỏi tới. Được 2 tiếng đồng hồ không có giăng nắng mà trời. Thôi cũng chưa được hết bệnh đó quý vị ơi. Đến nay có thể bệnh lâu quá. Đến nay bệnh lâu dữ. Đến
nay bệnh lâu quá Phật ơi, hôm nay con bệnh hoài à Phật ơi. Trời thì nên thương con Phật ơi, ông mưa đây con đỡ quá. Bề bộn quá quý vị ơi, chứ làm riết là tôi không phải tôi than thì hết làm lỗi rồi, làm riết là đuối sức luôn rồi. Này mưa lên đỡ hết sức, sáng mới trồng một vàng mồng tơi, mới trồng mà sáng cái này nó xịt nó nhẹp hết trơn, quý vị thấy không? Ôi đường trận mưa này mừng quá, nhẹp hết trơn vàng mồng tơi luôn, trồng rồi trồng nó nhẹp liền như luộc vậy đó, có ghê không? Trồng bây giờ quý vị thấy mới trồng rồi. Rồi 9 giờ đó, mà giống như luộc rồi đó. Đừng cần mưa thì hy vọng nó sống lại. Sống lại. Mấy cái dây nó bò lên tới đó, ráng bò đi con. Ráng bò lên nữa đi con ơi. Mới trầm. Mới trầm lên nhẹ lên đi. Rồi. Ráng sống mới được con. Ráng sống bò lên cho thầy con. Ráng sống đi về cái vòng tay con nghe. Nhưng mà vấn phụ chồng con đó, cái khổ á. Ráng dưỡng sức sống với thầy nghe không? Nghe không vòng tay. Xe của tôi đó. Trời đắng lên quá trời. Rồi quá, trời mưa đỡ quá. Rồi mát mẻ. Nắng cái cây cấu nó phụ nó rủ hết trơn thấy không? Ôi. Mừng quá quý vị ơi, khỏi tới tới 2 tiếng không rồi. Không ngờ mưa trận đã quá. Đã quá mừng. Rồi tối nay tôi ráng tôi đi bộ ra cái cầu coi mới nổi không. Tôi quay phá bom cho quý vị coi nghe. Thấy cái vàng vòng tay của thầy thấy ha không? Rồi sao tôi thấy vào tay cái tự nhiên tôi cảm động và tôi nhớ quê quá. Tôi thấy cái vàng vòng tay thầy không? Ai ăn vòng tay không? Tôi thấy vàng vòng tay thấy đã không? Tôi nhớ quê hương không? Ai đi xa mà không nhớ vàng vòng tay không? Vàng bầu. Có ai từng sống với vàng bầu chưa? Từng vui đùa với vàng bầu không? Thấy không? Nhìn thấy vàng bầu không? Tụi con mừng quá ha, chiều nay ông trời mưa cho tụi con mừng quá. Phụ khỏi tới nha. Con đã quá. Đã quá, sư phụ.
Sư phụ ơi, đáng quá sư phụ ơi. Đáng quá. Rồi, rồi mới ra cắt quế hai mùng tơi người ta đặt rồi. Có ai chưa từng nhỏ lớn, chưa từng thấy vàng bầu không quý vị? Đây là vàng của trai vậy bầu đó. Là bầu ơ thương lấy biết cùng nữa. Năm nay số tuổi sao á, không có thấy dây biết đau nào lên trên. Toàn là bầu không à. Bầu với mướp. Cái nè, cho quý vị coi cái gì mừng nè. Trái dưa gan. Đâu rồi? Trái dưa gan. Trái thấy ham lắm quý vị ơi. Nè đâu rồi? Lụi lụi trốn thấy không nè. Dưa gan tròn nè, thấy chưa? Thấy dưa gan tròn chưa? Vì không có em chịu phá được mở phía bên kia. Bây giờ tôi cho cái gì coi dưa gan dài là ngang. Nè. Thấy chưa? Thấy dưa gan chưa? Năm nay tôi có dưa gan tự trồng rồi. Thấy nè. Rồi, thấy nè không? Dưa gan đó, thấy chưa? Thấy nè. Đó. Thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Nó trốn, em nó mắc cỡ. Em nó còn non. Em nó mắc cỡ, nó trốn rồi. Nè. Đây là dưa gan tròn. Thấy không? Gan tròn. Cái này là dưa gan dài. Dưa gan trái dài. Dưa gan trái tròn. Thấy chưa? Vàng mầm tơi. Mưa đã quá con hen. Mưa đã quá cho bộ khỏi tới tụi con hen. Có ai mà thấy vàng mồng tơi này không nhớ quê hương không? Quê hương, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Cột cái dây khổ qua cho nó bò lên. Nói cả tân rồi mà chưa cột được. Không có thời gian mà xử sự tới nó nữa. Mới giờ mà bắn pháo hoa, mấy người này chắc bệnh rồi đó. Mấy giờ nhiều người điên lắm. Mới giờ mà bắn đùng đùng rồi đó. Tối nay là 8 giờ trả lời của chị coi. Lo mà đùng 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 đùng. Khỏi ngủ luôn. Nè, ớt tôi nè. Bắt đầu có trái nè. Mà năm nay nó kỳ quá, chứ không phải như mọi năm của chị ơi. Nó trồng ớt không phải như mỗi năm đâu. Đó. Thấy chưa? Đã không? Bàn tay làm lên tất cả đó. Nhưng mà có sức người thì nhổ cỏ để trồng rau, để mua gạo nấu cơm, chứ không có dù sỏi đá cũng thành cơm. Có sức người thì làm ra được hạt cơm, mua được hạt cơm, làm ra hạt gạo, chứ không có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nó láo. Nó quá sự thật.
dàn vào tôi chưa dàn là dàn chưa leo nè, mà nó chưa vào lên máy. Anh chị chờ đi, tôi về tôi lấy chìa khóa qua tôi mở cho các chị vô coi nghe. Chờ tôi chút nghe, ra chìa khóa liền nghe. Điện thoại bị rác rồi. Điện thoại bị rác rồi. Đó. Mới giờ em họ đùng đùng rồi đó. Họ đùng đùng rồi đó. Đồ bây giờ có bông quá trời. Mưa giờ mà nóng lắm quý vị, mưa mà nóng quá. Tôi trồng tất cả là 40 loài rau, tôi đếm tất cả là 40. Đi leo nè, thấy không? Thấy ngon không? Thấy ăn được rồi đó, nhưng mà để bự chút xíu nữa. Hôm qua hôm nay mới giờ mới bò hả? Hôm nay nó muộn màn rồi đó. Ôi trời mưa, tôi đi về ngang thì thấy cái vườn của thầy là ngang khoe cái gì đó, giờ mới dám khoe đó, khoe mạnh dạng đó. Mưa nó vậy mà nó nóng, nó nóng hực hực luôn. Nóng đi đất nó nóng lên hực hực.
Thấy không? Thành thiệt có thầy thiên tài là bữa nay là đen như ông táo rồi đó. Hôm nay mà tới 23 tháng chạp mà có thiếu ông táo à, kêu thiên tài đón ra ông táo là khỏi két lọ. Thiếu ông bao công kêu bao công, kêu thiên tài đón bao công khỏi cần két lọ. Đen thui đó, hình hạt đó, không có dạng ánh đèn phản chiếu gì trên á. Nghe không, đen thui thùi lùi thấy không, ông táo thấy không. Đó, ở đây thành ra mấy mỹ đen anh tới đâu bạn anh mấy mỹ đen tới đâu bạn anh mỹ đen nó nhìn tôi nghĩ nó biết tôi là người gì. Thôi chào quý vị nha, chào đại chúng hết nha.